Ôi hỏi anh em tìm mãi mới được cái hồ. Mai đi mưa gió quá anh em ạ. Ui. Biết này đi dép. Ôi trời ơi bẩn. Ôi trời, có bẩn trong này là trơn ngã vỡ mồm nhá. Úi, tí cả. Xem chỗ nào sạch thì ngồi. Bọn nó hay ngồi chỗ này là nhẫn thín này. Chống dịch. Bẩn quá anh em ạ, mưa gió đủ. Đây này, đây có bờ bê tông này Hải ơi. Hải ơi, Hải ơi. Hải cận ơi. Ok anh em, đang đi tìm điểm câu nhé. Anh em không biết có giật được cái giải gì không đây. Mưa gió như thế này. Bắt đầu ra cần anh em nhá. Hai đang mặn môi anh em nhá. Câu ngay đầu cần. Gần gần này ném chuẩn chuẩn thôi nhá. Đổi tay ngại thử lên. Mày đi mà lên.
Hiện đang câu cá sấu nổi lên rồi anh nhỉ? Vâng. Hải cho phao vào cho lúc nãy đi. Bây giờ ném thính anh em nhá. Gần này nắm chuẩn chuẩn được nhá. Em sẽ thấy chuẩn được. Đấy, cứ thế nó đẹp. Được đấy, hôm nay tương đối ổn. To nhất đánh lệch phải, đánh lệch cải thì không được. Lạnh phụ chim có một cục này. Thế rồi, cái được vui. Ok anh em, thả thính xong rồi nhá anh em, ngồi chờ kết quả xem có gì không nhá. Ok. Câu đầu cần. Vừa em thính xong xốp lên gớm mà. Em đang xây. Xây đang xây nhà mà. Là em đang xây bị gặp mẹ cái thằng nó khóm nó gây khổ dễ. Thì có dễ gì? Em bảo là ấy rồi em đua ra 50 phân đi. Mới đầu nó đồng ý nó đua xong em đua xong em xây tường lên nó lại đéo rất xây tường. Anh em ơi, móm rồi được hai con chấm trắng thì nó bằng ngón chân cái thả xuống rồi anh em ạ. Anh em đang ngồi uống rượu ăn trưa. Gà luộc. Phở xào. Mày thời tiết thay đổi đột ngột. Tính ra thì chưa móm đâu, không móm đâu nhưng mà thành móm rồi. Mày hai đứa à? Hai đứa. Có mẹ nhồng vắt lắc phao giật không được. Ừ. Mẹ to hay mẹ nhỏ? Không biết nhưng mà nó chạy quấn mắt lắc phao giật không được. Hôm nay đánh hay hơn hôm qua. Hôm qua cả nó nhồng nhiều hơn hôm qua. Nó không thường cua nhiều biến. Hôm qua tăm xuống hung hục. Hôm qua ông bánh tăm xuống hung hục mà. Hôm nay lúc nãy ông tăm mà mầm mầm mà. Nhưng mà nó kiểu nó nhiều bùn nên tăm. Hôm qua hai cung mày thích nhỉ? Vâng. Đợt này cũng nghịch quá. Mới đi rồi nghịch thì đâu lại. Rồi chưa gặp bạn nhỉ? Tao là đầu chiêm. Gọi vào. Tao gọi được. Có số điện thoại đấy, 089 nháy rồi đấy. Mấy nhăm người bảo là không có số. Cái mày nhà... biết mày làm nó mày rồi ấy suốt sợ bận. Đây em có quả dài xuống tốn rượu vết này. Ba quả này lít rượu. Lít rưỡi. Đi. Về. 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 Về
Tao uống 1 lít nữa mới đủ. Giờ uống rồi giờ mồm ấy. Một anh Hải xuống đây ấy, đang dịch. Đang dịch rồi thì thôi. Không mày mày uống tao ấy mà 1 lít nữa cơ. Thế hôm nọ gọi vào đã vào. Tao một gì. Tụi mày mày. Em đang thử cần cho nó. Đây lắp máy vào này, lắp cái tứ này vào, tứ này to này. Lắp tam tam vào dê được mà. Không có tứ này chùy cái chì to này. Lắp máy rồi vụt nó ra được. Dòng nó phết đi. Không được. À. Quăng nước ở đây vào được không? Vào. Không phải cả ngồi cả nhà nhiều lúc cứ bảo không được gọi vào nhưng mà cho vợ con vào. Tao đi được vợ con tao đi được gì đâu. Không. Cháu được hơn 3 tháng thì vào gì? Ông bị điên. Hội tôi khác. Tao lại uống rượu ở đâu? Cho toàn vợ con. Đã. Uống rượu ở đâu? Không, thằng cò này chưa đi đâu. Thằng cò này lúc rồi, em nghỉ cửa hàng anh Đức bảo em sang bãi bãi của anh Phúc anh làm mười mấy nghìn mét em không làm. Mười mấy nghìn mét? Đã. Bãi bên Mê Trì. Vâng anh. Vừa thầu chú ý bảo em sang em làm em không làm. Thì không, anh thấy thằng chuột nó chuyện. Anh phải hiểu là làm đấy anh diện anh làm không anh Phúc đứng ra anh Đức bảo sang đấy mà làm thì không làm. Bọn anh lên câu cá nó đi ngủ hết con mẹ rồi. Mưa dịch ở đấy bây giờ cũng giả bớt là mày mày câu tiếp bao giờ được cá thì nghỉ. Bảo em làm em là mày còn lợn mày có xây được cái nhà anh em bố mày lợn xây được cái lột đi chưa. Mẹ lột mẹ vậy mày nói đi. Mẹ mất giải bố muốn hết không chứ anh Hải đâu anh hết rồi đây giờ tỉnh chặt cho anh ít đây. Ôi Hải bây giờ tự dưng lại thèm rượu. Rượu em muốn nhanh bay làm anh rượu em muốn nhanh bay không có rượu thì buồn nôn. Để xây nhà mất nhiều 200 vay gì để chính đáng vay hết xây mấy tầng đẻ lúc làm nghề xây mấy tầng có bằng à có sổ đỏ nhưng mà đéo cầm được về sao cầm về phải mất hơn 500 mét có phải rơi vào tầm hơn 1 tỷ cầm á ai cầm không phải là cấm mà là vẫn ở trên quận. Sổ đỏ mày cũng làm nhanh. Hay ông già ông chơi ông cấm. Không phải cấm. Anh đứng nhảy dù. Không biết nhảy dù xây lồn được nhà. Mà anh bảo bây giờ bảo bây giờ đi mẹ mới hơn 500 mét nhà thằng này mới sổ đỏ còn chưa lấy được về người đéo nào. Hơn 500 mét nhưng mà có nghĩa là trong cái 500 mét đấy nó có bao nhiêu đất. Các em không thể nào tỉnh. Các em không thể nào tỉnh. Chủ hồ nhìn ngáo luôn đấy. Bảo Ma Vương sao? Thằng Tiền đó. Ngồi đâu? Về tôi, xong về Vương ngay, về Vương Nam đi ngồi thoải mái, về đây em. Ở đây anh có ngóng. Em về Vương Nam ngồi đi. Ngồi đây chưa? Anh ạ, em ngồi đây mang tiếng đấy. Em ngồi đây vườn đi qua bảo anh có ngóng. Thôi thằng Ma Vương ngồi đây, thằng Hải nó trở về, đi về nhà mày.